dội ra sân nhìn trắng sáng sao hiền. Trăng hời cô hay hôm qua em được đi chùa, qua mấy mùa ướm tơ dệt lùa bên khung cười miệt mài chẳng ngại sớm trưa. Mẹ hứa ngoan rồi mẹ sẽ sắm cho quần lành yếm điều nón quai thao khăn tia. Rằm tháng ba đi hội chùa hương để mẹ đền bù bấy lâu em chăm chỉ. Nè con gái lớn rồi mặc khăn đuôi gà chưa biết dân, gái chính chuyên là ngôi chè thẳng đường. Mơ bài mơ ba thằng đái lưng ông là chắc da bền lòng, tướng đứng dáng đi cho dịu dàng êm ái, gặp người quen phải cúi đầu lễ độ bầm thưa. Mẹ bảo con gái chưa nói đã cười là mất nết vô duyên, nơi đàn ông con trai sổ sàng lánh xa không có được tới. Thỏ bớt cơn thân em dám đâu quên lời mẹ dạy, tại cơn gió vô tình làm chao đón quay thơ. Kìa cúi lại đi con, cầu mọi sự tốt lành phải kính cẩn nghiêng mình cho tâm linh dời dời. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ ơi mấy lứa tầm kỳ này sắp dính, con sẽ ôm nhiều lứa nữa mẹ nghe. Cầu vô tầm nhà nhiều tơ cho con trẻ được đền ơn cha mẹ già. Giờ mùa xuân rằm tháng ba năm tới, em lại cùng cha mẹ đi hỏi chùa. Mến đột em qua cho trong lành, tâm tưởng nhẫn bớt nhẹ nhàng thanh